trả lương vậy thôi, chứ ra ngoài ai cũng gặp ai cũng chửi. Tại vì giống như là xe theo 300-400 kg mà em đẩy ở trên cái chợ quá trời người luôn, mà mình phải đẩy lẹ về cái chỗ của mình để người ta còn đẩy về cái sạp của người ta nữa. Cái thì thí dụ như giống như là em đẩy mà giống như chậm quá thì người ta chửi, rồi người ta khó lắm. Mấy người đó, mấy người ngoài chợ mà dân ở chợ cứ hè là đi vậy đó, hè là ba tháng hè, suốt ba tháng hè là tự đi làm đi, cái sắm quần sắm áo sắm tập sắm vở giày dép rồi làm một tuần lãnh lương về được 1,4 triệu, vẫn cho mẹ 500 phụ với mẹ. Bây giờ em đi làm thì em không làm thì em không có tiền đóng tiền học, nên là em phải đi làm thì phải gán. Nó học giỏi không à, nó ngoan lắm, không có, nói chung là không có cái gì mà về phàn nàn thầy cô mà phàn nàn đó. Nhà trường phàn nàn cháu rất là học giỏi, hãnh diện, ai cũng khen hết á, ai cũng nói hả công nhận mày có đứa con vậy, trời cho mày đứa con vậy mày cũng không buồn phải không Phương? Nói vậy chứ giờ hồi đó sống với ba nó đối xử với mình tệ, mà sanh nó ra là phải giái trời tối ngày. Cứ hồi đó nó còn nhỏ cứ nói hả con phải ráng, con ở với mẹ con phải ráng đàng hoàng, nếu mà con không đàng hoàng là bên nội sẽ chửi mẹ, dành nuôi con mà không được nên người. Cái nó nói dạ con nghe lời mẹ, mà ở nhà hả đi ngoài giờ đi học nghỉ học là ở nhà giặt đồ dọn phòng rồi hả phơi đồ đút ngang đồ tự làm hết, cứ không phải là công việc đi làm kiếm tiền xong là không làm gì đâu, vẫn làm. Lúc đầu thì em cũng muốn học đại học tại vì khả năng của em thì em cũng có thể, nhưng mà em thấy mẹ em chắc thấy em thấy trường đại học nào cũng rẻ nhất là một năm cái 20 triệu luôn, nên là em không có dám học, nên là em định sẵn là vô cao đẳng từ hồi trước khi thi 3-4 nguyện vọng á, nên mà em cũng đậu được các nguyện vọng nhiệt lạnh. Thì nó tới đâu thì em cũng mong ra đời thì em làm được, em mong ra đời là em đi làm được là em cũng em làm nghề gì cũng được. Thì nói á, tối qua cũng nói giờ chắc phải đi vay mượn 1 triệu thành 1,2 triệu để đóng. Nó nói ví dụ mà thứ tư này mẹ không có tiền đóng là con không được đi học, mẹ làm cách nào mẹ cứu con. Nó nói chắc mẹ phải đi vay chứ giờ mẹ làm sao. Rồi từ từ thì con đi làm có tiền thì con phụ mẹ con trả nợ, chứ bây giờ á em thấy không, nó đi làm từng lãnh có 1,2 triệu, 1,4 triệu gì về là nó trang trải hết rồi. Nó tự lo cho bản thân nó, chứ nó cho chị 500 đó là tuần nào là hết tuần đó, đâu có dư giả gì đâu mà phải để dành được.